Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh. Cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.